Xin chào, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Ở video này thì mình sẽ cập nhật về tiến độ của dự án Spirit of Sài Gòn cho quý vị và các bạn cùng nắm gió về tiến độ của dự án. Dự án Spirit of Sài Gòn tọa lạc ngay số 1, đường Phạm Ngũ Lão, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án này thì do tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư. Đây là khu phức hợp cao cấp, bao gồm đa dạng các loại hình căn hộ, siêu căn hộ và trung tâm thương mại, văn phòng và khách sạn 6 sao ngay lối trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Dự án Spirit of Sài Gòn có tổng vốn đầu tư lên đến 500 triệu USD, gồm hai tòa tháp đối diện nhau và nối với nhau bằng khối đế. Tòa tháp Tây cao 55 tầng, có chiều cao là 240 mét, bao gồm văn phòng cho thuê, khách sạn 6 sao. Tòa tháp Đông thì cao 48 tầng, gồm căn hộ, khu khách sạn thông qua kết nối với phần đế và tầng hầm. Khối đế gồm 3 tầng để xe và khu thương mại với 2 tầng hầm và 7 tầng nổi. Các căn hộ ở đây thì có diện tích đa dạng từ 90 đến 275 m2. Công trình dự án Spirit of Sài Gòn đối diện chợ Bến Thành, thừa hưởng 4 mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão, Camet, Lê Thị Hồng Gấm và đường Phó Đức Chinh. Đây chính là khu đất vàng ngay trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh và xung quanh là những địa danh nổi tiếng mang tầm biểu tượng của Sài Gòn như là chợ Bến Thành, Bảo tàng Nghệ thuật và công viên 23 tháng 9. Hai tòa tháp của dự án Spirit of Sài Gòn có hình khối kiến trúc hiện đại nhưng vẫn ẩn chứa vẻ đẹp truyền thống của dân tộc, mang dáng dấp hai con rồng, biểu tượng của dân tộc Việt Nam. Mỗi tòa tháp là mỗi con rồng với tầm nhìn thoáng, rộng ra khắp thành phố. Hình ảnh hai con rồng bay lượn vươn cao trên bầu trời, miệng ngập hai viên ngọc thể hiện sự hùng hồn của sức sống mới, sự phát triển mới, vượt bậc của nền kinh tế Việt Nam. Hai tòa tháp được bố trí đối diện nhau nhằm tạo ra sự vận động uyển chuyển trong khu đất của dự án, trở thành điểm nhấn độc đáo trên bầu trời thành phố và sẽ được nhận diện từ các khu vực lân cận. Về tiến độ của dự án Spirit of Sài Gòn thì từ khi bị tạm dừng thi công về các vấn đề về pháp lý, tới nay thì tiến độ đã được thi công trở lại nhưng chậm hơn rất nhiều so với những tháng đầu năm 2020. Hiện tại thì dự án Spirit of Sài Gòn mới chỉ xây dựng tới sàn tầng 10. Hy vọng thì bước vào năm 2021, dự án sẽ được đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành trước thời hạn cũng như là kịp tiến độ đã đề ra. Khi hoàn thiện thì dự án Spirit of Sài Gòn với vị trí đắc địa và thiết kế độc đáo sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc của thành phố cũng như thể hiện rõ bộ mặt mới, năng động mới của nền kinh tế Việt Nam. Video cập nhật về tình hình tiến độ của dự án Spirit of Sài Gòn của mình đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay thì hãy nhấn like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ mình và bấm chuông để đón xem những video tiếp theo về đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.